Tôi lo ngại một vấn đề, thứ nhất không phải sự an toàn của con tôi mà cái vấn đề chất lượng giáo dục của nhà trường. Bởi vì ngay từ ban đầu cái khâu mà nhà trường tuyển sinh ấy là tuyển những học sinh cực kỳ mắc dạy. Bây giờ đang có sự hăm dọa nhưng bây giờ em phải đi và cho nó cẩn thận, sao em lại làm việc em thiếu thì chị bảo em thiếu. Em yêu cầu chị tường trình thì nói tường trình. Chị mới có quyền đi đằng sau. Chị sẽ biết. Sao tới không thì đi vào nha. Em được đây. Con cứ quay. Không được quay. Không quay quay. Không có luật là không được quay. Xin phép em chưa? Hình ảnh bản quyền của em. Em có quyền kiện chị. Không cần quyền. Em có quyền kiện chị nhá. Em đừng nói câu đấy. Em có quyền kiện. Còn chị là một người dân, công dân ưu tú gương mẫu, chị được quyền. Chị được quyền quay lại để có xử lý. Bây giờ tôi không ký. Tôi thấy rằng là bây giờ cái biên bản nó không đầy đủ. Nó không đầy đủ, không ký. Chính quyền xuống đây xác minh. Thì đó, anh phải xác minh thì anh phải xác minh cho mọi thứ, cho chuẩn, cho đầy đủ. Việc gì bởi tại làm sao, cái nào anh biết, cái nào ở đâu. Mọi người, no, I don't want to talk to you. Okay, what do you want? I want nothing, okay? Because if I come here, I want to talk to you, but nobody wants to talk to me. You just want to call the police, okay, you can call. You're screaming at me. Okay. I'm happy to talk to you. That is not okay. We are not going to allow you to talk to another child. That is not okay. Who can I talk to? You can talk to me. No, because no, I don't want to. That's fine. Đấy, mọi người thấy chưa? You're not. Bây giờ tôi đến trường, tôi muốn nói chuyện với cả cái đứa đấy cũng không được. Bây giờ nhà trường dọa gọi công an. Mọi người thấy mất dạy không? Gọi đi. Gọi đi, mình có bằng chứng mà. Gọi công an đến ngay. I'm happy to talk to you, but you're not going to yell at us. Okay, no. You have to trust the 10 minutes ago, I can talk to you, but now I don't want to talk to you anymore. That's fine. You can call the police or anything you want. I will stay here. This is also, like, we have other people here, other kids here, so... I don't care, because I pay money, a lot of money for my... Yeah, for my daughter to come here to study. That doesn't mean you can... But nobody saved my daughter. What do you think we're trying to do right now? This is what we're doing. I don't want to talk. I don't want to say anything. I want to talk some Vietnamese here. Because my grandfather, my mother cannot speak English. So she cannot speak English. I want somebody can speak, can translate. I'm happy to talk to you. But I'm not going to have you yell at us. No. I want to talk some Vietnamese here. Sure. Okay. Call somebody here. We'll be right back. Mm-hmm. Nó là con giận, mày biết tao là ai con nhà không? Con nhà bố đời cũng phải ăn đập. Láo. Em nói tiếng Việt, em đi ra đây nói chuyện chị. Yes. Đây chị chỉ nói với em nhá. Cái vấn đề là tại sao chị không thể ngồi xuống đối thoại? Vì ngay từ ban đầu chị đi vào. You're going to yell, we are not having a conversation. Am I clear? You're not going to yell at my staff. So how can I talk to her? You can talk normal, you're not yelling at my staff. So I cannot talk normal. No, you're ready. No, you are not my father. Sorry. Okay, sorry. You just make me very angry. I understand that. Okay? Because you don't listen to me. I will. And you don't understand me. My position, you don't understand me. So how, why I have to? I'm not gonna have you yell at my staff. You're happy, but I'm happy, okay? I'm not happy. You're yelling at my staff, and I'm not gonna allow that. You can call the police. We will call the police. They're coming. All the people come the police. It's okay. No problem. Bây giờ tất cả mọi người lên công an, có vậy thôi. Mẹ đi lên công an, lúc đấy thì giải quyết được hả? Quyết của nhà trường á. Tức là bây giờ là em muốn là tất cả phụ huynh mẹ đi ra ngoài kia. Không ạ. Quất nhau ở ngoài kia. Quất nhau ngoài đó luôn. Quất nhau ngoài cổng trường luôn. Anh thích không? I'm happy to have a gọi bố con kia đây. Nhìn mẹ gọi thằng kia ra đây. Gọi thằng kia ra đây. Gọi thằng kia ra đây tao xử luôn. Dạ. Tao xử luôn. Gọi thằng kia ra đây. Em. Mẹ tao xử thằng kia. Em cứ để im cho ông nói tiếp rồi. Rồi, đừng nói.
cái đấy cho nó. I'm happy to have a conversation. Chị có thấy cả mạng xã hội người ta bay không? Bây giờ ấy, chúng ta nên giải quyết với nhau bằng từng câu hỏi một, chứ không phải là một người nói vậy. Bây giờ nói chuyện với nhau luôn để giải quyết với nhau luôn nhá. Câu thứ nhất là tôi đến đây vì tôi là phụ huynh của con tôi. Tôi là mẹ của con tôi và con tôi là người bị đánh cùng các bạn. Đây, 1, 2, 3. Đây, 3 phụ huynh của tôi đây. Nhớ. Đây. Chị quay 3 đứa này cho em. Đánh cổ, đánh chân, đánh cổ đó. Ok, em dịch đi. Một đứa đánh bụng. Gây à? Có đứa đánh lạc trong cây kìa. Mà bộ. Không được. Ở nhà đi con, để giải quyết việc của chị hai cái. So, the way that you do. Second thing. Let me answer your question. Để cho ông trả lời luôn. Cứ để ông cho ông trả lời. When you do an interview about something like this, you want to interview all kids separately so you understand what different perspectives are when kids tell it. Thì khi mà giải quyết với những cái tình huống như vậy nè, thì nên phỏng vấn các con kiểu là phỏng vấn cá nhân, để trước hết đó là để nghe phỏng vấn cá nhân. Em phỏng vấn nãy giờ tôi rồi. Tôi đang thấy rằng là bây giờ một người đi đánh ba người và đang được rất tôn trọng, còn chúng tôi không được tôn trọng. Chúng tôi đến đây và đòi là báo công an. Trời ơi, báo cái gì? Kìa, có người quay cái clip luôn kìa. Đó. Nhưng mà chỉ có chị mới là và tôi đang nghi ngờ lâu lại đi con. Tôi đang nghi ngờ về cái sự không công bằng ở đây. Tôi đang rất nghi ngờ về sự không công bằng ở đây. Bởi vì mọi người thấy không? Một cái đứa mà đánh với bố nó thì được vào cái phòng bên kia, còn chúng tôi thì ở ngoài này không được đón tiếp, phải bắt chúng tôi phải bình tĩnh, phải thế này thế kia rồi gọi công an. Chúng tôi không phải là phạm tội. Xin mời các gọi công an lên thoải mái. Ok. Ở chúng tôi không ai sợ công an cả. Tôi có một ý kiến thế này này. Bởi vì cháu kia là đánh bốn cháu, mà bây giờ chúng ta phải ba bốn mặt một nhời, cháu kia phải nhận ra cái lỗi lầm là đã đánh bạn. Bà xin lỗi. Bạn phải xin lỗi. Phải không xin lỗi mà phải thêm phải có một cái sự cam kết chấm dứt đánh, không ngày mai nó lại đi nữa. Mà trận này bé thế này, trận sau nó sẽ to hơn cô ạ. Nó sẽ to hơn và to hơn nữa. Chúng ta phải có biện pháp để khống chế và phải có một cái sự cam kết giữa gia đình nhà bên kia và bên đây á. Đây là một cái trường Tây ở trên lãnh thổ nước Việt Nam. Em dịch cho ông nghe. Em phải dịch đây. Đừng nói nữa. Mới đứt sắc học lớp 8 bây giờ đã hỏi mày biết tao là ai không phí. Ủa nó cũng không phải mày biết tao là thế nào không? Ủa nó dọa anh em nó biết tao là một mình anh muốn nữa. Sợ không? Nó bảo là cô là ai? Không phải nói chuyện với cô. Trừng mắt lên như vậy nó đáng cho nó một phát. Em bảo luôn. Chào con, cô có thể biết lý do tại sao con đánh bạn được không? Cô là ai và tại sao phải nói chuyện với cô? When we come here as a parent, you let us sit down here, can come down, how long is on us, why the other girl being kicked out here, being asked to sit down here. Con này có nói với em đâu, nó đang đi IB về thì nó mới nói cho em là mẹ của bạn trai đang ở đấy, hôm nay có con bị đánh bắt đầu lúc đó như này. Cái nhân đây là em không như giờ em đi, em như đây không chưa có nói gì đây, em không biết hát một chừng chừng gọi nó không sao. Thầy đang nói là thầy không thể nào mà bây giờ vào xử lý bạn kia khi mà bên ngoài. Ok, không xử lý thì tất cả mọi người cũng đi ra ngoài cổng sợ chồng. Có nghĩa là hiện tại á là thầy sẽ cần phải vô trọng để xử lý bạn, nhưng mà hiện tại thầy xử lý bằng cách nào? Thế xử lý mà không có sự cam kết, không có sự thống nhất. Không, để yên bà mới chuyện nó để nghe. Nó không nhận ra lỗi, nó vẫn đúng lỗi. Là bây giờ cần phải vô đây nói chuyện với các bạn đó. Bây giờ nhá, cách tốt nhất ý là phụ huynh chúng ta cùng đối thoại, kể cả bố bạn ý, bạn ý, tất cả mọi người cùng vào trong cái phòng để đối thoại với nhau. Và chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Thì nó sẽ không có gì im lặng hơn là bây giờ. Nó sẽ không im lặng hơn là bây giờ là em đứng đây em một mình em không thể bưng được cái đống lửa này. Đây sao mà em bưng được cái lửa nó cứ bùng bùng thế, em sao bưng được? Nó phải nhận ra lỗi. Nó phải nhận ra cái lỗi của nó. Rồi bao nhiêu người xem? 1.800 nè. Có ai nói gì? Nhiều lắm. Thì yên tâm. Nói tiếp. Con em vô can mà nó đánh rút con em vậy. Bây giờ đó là phải là trong 13. Bây giờ anh yêu cầu là nhà trường ở mời, gian ở giữa. Mời phụ huynh đó luôn. Phải có một cái sự chúng ta người nhau cái gì để mà to tác. Để đối chất với nhau để nhau trong cho một cái tình huống cho nó đẹp. Nếu bây giờ
bên nhà trường giải quyết một bên này, còn xong qua bên này thì nó sẽ không bao giờ được trộn lại. Còn chị khẳng định với em này, ngày hôm nay em trông thấy mọi công an, em xin lỗi em đánh đầu tổng công an luôn. Nói cho thầy là bên này muốn gặp để hai bên cùng thống nhất để cho nó im lặng được. Chứ bây giờ nhà trường giải quyết vậy, bên này giải quyết vậy, không bao giờ được nữa. Đúng rồi. Chúng ta không tìm được tiếng nói chung đâu em ạ. Anh sẽ hứa là không có chuyện gì xảy ra, chỉ là hai bên đối nhất nhau để cho một ra một cái. Hỏi lý do tại sao bạn đó lại đánh ba bạn này thôi. Rồi, để em dịch đi. Em dịch DC. Ai à con? Bố nó làm gì con? Bố nó bán xe hơi mà. Bố nó bán xe hơi ở đâu? Bán rồi, anh con đấy. Bố nó bán xe hơi ở đâu? Mày biết tao là ai, bố mẹ biết tao là ai, lão ấy. Mấy bạn quấn ra ngoài đó đó. Bạn mình quấn ra ngoài đó. Một đứa lá ghê luôn. Chạy lại rồi xong hết trơn. Dạ. Đang trường á. Dạ. Mình nó có đang con em. Hai tay trường mấy bạn quấn ra ngoài, hẻm bằng lẳng á. Đấy, phụ huynh thì mọi người thử nghĩ xem. Mất dạy không? Ai lại không giải quyết được mà lại để cho nó đi được đấy. Mẹ đúng thật, trường này đúng chán nhờ chị nhờ. Hèn dã man luôn. Bây giờ con đi học là ở đây là không an tâm nữa. Đúng rồi. Bây giờ đi học là nó đánh không an tâm nữa rồi. Nên nói thật đấy, nó đánh thế này rồi thì buổi sau đi học nó sẽ thuê đầu gấu. Tại vì nhà này mất dạy lắm. Nhà này gấu nó không phải nhà bình thường. Nhà trường thôi anh tới hả? Nó báo trực ban mà. Bữa thì nó kiểu hẹn nhớ đây xong rồi kiểu mấy đứa trường bên những cái trường khác đó, nó cầm mấy xấu gì ở đây. Cái này nó xong rồi con gửi em xin lỗi ra mẹ con tới á. Cái sau con gặp lại nó lên cầu thang. Cái sau thì nó thấy con cũng có cái chuyện này. Cái hai cái anh kia em kêu là ờ, ai từ nó về ra nắng xong. Cái thằng kia kêu là thôi chắc con này làm cái gì đánh con này cơ. Nó mong nó con, nếu mà nãy con nào đó thì kiểu là nãy giờ nó đánh xảy ra luôn á. Bây giờ cái thằng khốn nạn này nó chạy mất rồi, con kia nó cũng chạy mất rồi. Nguyễn Thiện Thuật quận 3. Ok. Được. Chứ bây giờ mọi người bảo là báo công an là báo cái gì? Báo mấy người này hay như nào? Báo cái gì? Con danh con đấy báo gì? À, trường này là đang bao che. Nhá. Em đang hướng dẫn chị xong chị cứ chỉ đạo em này kia. Em cũng không được em đi về. Em đang hướng dẫn chị. Em là công an, em lên đây để giải quyết sự việc. Thì chưa xong sự việc sao em đi về được, em nói chuyện thế. Bây giờ. Này chị chưa chỉ đạo em. Chị chưa hề chỉ đạo em và chị đang tường trình sự việc với em. Và chị mong muốn là em làm việc cái việc đấy và chị không chỉ đạo em. Chị đang có live stream đây, đây là bao người đang chửi em đây này. Không lý được nữa. Không, bây giờ chị để cho anh nói đi. Bây giờ em đang nói đi. Chị đang quay mặt chị em ạ. Chị đang quay mặt chị. Quay hay không quay bên nào không quan trọng. Đây, chị đang quay mặt chị, bây giờ chị quay mặt em này. Quay em rồi. Chị đã xin phép hình ảnh của em vô quay. Rồi đó, bây giờ người ta không quay nữa. Thôi thôi thôi, đừng nói xin phép em. Thôi đừng. Lê Trung Hiếu đấy. Mẹ đây, bây giờ tôi không ghi nhận lại sự việc thì mẹ đến tí nữa mày xóa mẹ trắng luôn đi, coi như là tao mẹ tao sai hết à? Ô hay. Mẹ nó yêu cầu mình tường trình, xong mình tường trình rồi thì bắt đầu nó lại bảo nó không được, không nói chuyện với mình. Bây giờ nha, thôi để yên mẹ nói ngắn gọn, chỉ nói Hiếu nghe này. Đây là một cái gọi là một cái sự việc xảy ra ở nhà trường giữa các học sinh với nhau. Ở nhà trường là khi các con vừa mới tan học về xong thì một bạn đấy xông vào đánh bạn này và ba bạn nhảy vào can thì cả ba bạn cùng bị đánh, tức là bốn đứa bị đánh. Đây em nhìn đây, nó cào nó cấu các kiểu, mấy đứa kia thì đau khóc đi về rồi. Đây là con chị. Một đứa đánh bốn đứa. Đấy, và sau khi nó đánh xong là bây giờ nó thách thức. Nó bảo là bây giờ là mày biết, thứ nhất là mày biết tao là ai không, mà thứ hai là nó dọa là ngày mai để nó xử tiếp nhá. Đấy là việc thứ nhất. Đấy, thế thì khi mà chị nghe thấy thông tin như vậy thì chị bước chân vào nhà trường á, chị vào để chị giải quyết. Thì bên phía của phụ huynh chỉ có một yêu cầu, đó chính là cho các phụ huynh ngồi xuống để nói chuyện với nhau và có nhà trường đứng ra đứng giữa để giải quyết. Nhưng nhà trường không đồng ý với cái việc đấy. Nhà trường nói là nhà trường không thể cho gặp được mà chỉ cho số điện thoại phụ huynh tự. Đó, cho số điện thoại để các phụ huynh tự liên lạc với nhau. Thế bây giờ chị hỏi em là bây giờ nó đang ở cái cấp nhà trường như thế này, không xử lý được.
Và xong sau đó ấy, thì là kết quả tiếp theo là mấy đứa này ngày mai nghỉ học, con kia ngày mai vẫn được đến trường. Và bố con kia đứng ra đủ má đủ ba cặc giái các kiểu. Xong bắt đầu là đây em ơi, chị em này, chị đang quay live stream đây rồi, chị đang có tất cả bằng chứng. Em hỏi rồi đã, còn cái việc bằng chứng sau thì lúc đó thì bây giờ là lúc đấy là ông ấy ở trong phòng kia với cả đứa con, hiệu trưởng không cho gặp. Xong sau đó là hiệu trưởng áp tải các chú bảo vệ là chạy cho nhà đấy thoát thân đi về. Và đối với chị, khi chị lên ý, chị yêu cầu, với nỗi bức xúc của chị muốn yêu cầu để cho nói chuyện, thì bắt đầu nhà trường bên báo công an để hốt chị. Em thấy có ngu không? Đó, báo công an. Chị ơi, cái này chắc phải cho lên VTV. Chị Trang ạ, à, cái này phải cho lên thời sự VTV. Chắc tí em phải liên hệ với VTV24, bởi vì quá bức xúc. Em nói thật đấy em ạ, à, con ấy lúc mà về nó này này đó, đấy đấy có vấn đề của bên gia đình kia thì bây giờ chị chỉ nói với em này, bây giờ chị có một yêu cầu. Em là công an, là người đứng giữa đầu tiên ấy, là chị muốn rằng là nhà trường sẽ là người đứng giữa hai phía gia đình, một phía bị hại nhá và một phía đi làm tổn hại người khác như thế. Thì bây giờ chị muốn là nhà trường đứng giữa để nói chuyện với nhau, nhà trường không đồng ý. Thế bây giờ em sẽ phải là cái người có trách nhiệm, bởi vì ở đây á, em sẽ là cái người cầm cân nảy mực và là người thay công lý. Em phải lập biên bản cho chị. Em hướng dẫn chị luôn. Hướng dẫn tại đây, làm việc phải làm việc ở đây chứ.